Các em học sinh thân mến, phần ôn tập giữa kỳ học kỳ 1 của khối 9 thì chúng ta sẽ có bài vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương. Rồi, trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái phần tìm và chọn nội dung đề tài. Thì có rất nhiều đề tài. Ở đây thì giới thiệu cho các em một số những đề tài như làng quê, miền núi, vùng biển, thành thị, để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta triển khai cái bức vẽ của chúng ta. Trong quá trình vẽ thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cảnh đẹp ở nhiều vùng miền. Chúng ta thấy có ở đồng bằng, ở thành thị, miền núi, miền biển. Mà chúng ta có thể chọn một số những cái đề tài ưa thích của chúng ta. Ở đây thì đưa lên một số những cái phong cảnh, hình ảnh để chúng ta có thể quan sát. Và đặc biệt chúng ta lưu ý ở trong tranh phong cảnh có thể chúng ta điểm xuyến vẽ thêm người cho sinh động, nhưng chủ yếu vẫn là cảnh các em. Đây là một số những cái cảnh cho các em có thể tham khảo: ruộng bậc thang, phố cổ Hội An, động Phong Nha, hang động là vườn hoa, vườn cây. Chúng ta thấy có cả phong cảnh của Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Thì giới thiệu cho các em một số những cái tranh phong cảnh họa sĩ vẽ về quê hương. Một số những bức ký họa thuốc nước, bút chì, bút sắc. Chúng ta qua tới cái phần 2 là cách vẽ các em. Thì bước tiên là chúng ta chọn lấy một nội dung. Ở đây thì ví dụ là phong cảnh làng quê. Sau khi đã xác định được phong cảnh mà chúng ta có thể vẽ thì chúng ta bắt tay vào, chúng ta xây dựng bố cục, lựa dựa trên cái hình ảnh mà chúng ta vừa lựa chọn thì chúng ta sẽ phát bố cục các em. Chúng ta phát bằng những cái mảng chính. Rồi sau đó chúng ta qua cái bước là chúng ta chỉnh hình, chỉnh nét. Rồi chúng ta lọc nét ha. Rồi chúng ta tạo hình cụ thể. Và sau đó chúng ta tới cái bước cuối cùng là chúng ta dùng màu để chúng ta tô cho bức tranh được hoàn chỉnh, hoàn thiện. Thì ở trong tranh phong cảnh thì chúng ta có thể tùy chọn để sử dụng màu, có thể là chúng ta sử dụng màu gam nóng,
hay là chúng ta sử dụng gam lạnh, tùy theo cái sở thích, tùy theo cái cảm xúc của các em. Và chúng ta cũng đặc biệt lưu ý là trong khi vẽ tranh phong cảnh thì chúng ta cũng phải đưa cái luật phối cảnh mà chúng ta được học để chúng ta đưa vào để cho đúng ha, nó chuẩn. Ở đây là đường tầm mắt nằm ngang, đường tầm mắt là trên cao đây. Là đường tầm mắt là tầm thấp, là vị trí đứng của người quan sát là ở trên một cái mô đất cao hoặc là trên một cái vị trí tương đối cao, thì chúng ta sẽ thấy được là cái đường tầm mắt nó sẽ thấp. Và khi mà chúng ta đứng ở vị trí cao hẳn lên trên thì chúng ta thấy là cái đường tầm mắt nó sẽ cao lên trên. Các em sẽ tham khảo một số bài vẽ tranh của các họa sĩ. Và còn đây là một số những bài vẽ tranh phong cảnh của các bạn học sinh. Đây nữa nè các em. Ở cái phần hướng dẫn ôn tập về nhà thì về nhà các em sẽ thực hành vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh theo ý thích của bản thân các em. Chúng ta sẽ vẽ trên khổ giấy A4. Còn chất liệu thì chúng ta có thể sử dụng màu sáp, màu bột, màu nước, vân vân. Chúc các em làm bài thật tốt nhé. Thân mến chào các em.